Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món mứt hạt sen nhé. Để làm món mứt hạt sen thì các bạn chuẩn bị nguyên liệu cho mình là hạt sen này. Mình đã mua hạt sen, đây là hạt sen khô các bạn ạ. Mình đã ngâm trong nước nhé. Mình rửa sạch, bây giờ mình ngâm khoảng độ 6 đến 8 giờ thì cho hạt sen nó lở ra, và khi mình nấu lên đấy thì nó sẽ nhanh chín nhé. Tức là mình phải nấu cho nó chín đi. Bây giờ mình sẽ đi bỏ cái nước này đi để mình đun lên nhé, cho nó chín hạt sen. Rất đơn giản là chúng ta có mứt hạt sen để đón Tết thôi mà không lo chất bảo quản. Vì hạt sen này thì họ đã bỏ tâm hết, còn sót cái nào các bạn có thể bỏ đi nhé. Nếu mà các bạn có sen tươi thì các bạn không cần phải ngâm nhé, thì các bạn có thể đem đi luộc xong thôi. Và để làm mứt hạt sen thì chúng ta cần phải có cả đường nữa các bạn ạ. Đây, mình đã đem đi rửa xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi để mình luộc nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái xoong để mình đem đi luộc. Đây, mình cho một cái xoong và cho hạt sen vào. Cho nước vào nữa thôi. Đây các bạn, hạt sen mình cho lên nồi để mình nấu nhé. Các bạn nấu cho mình cho nó chín hạt sen đi. Đây các bạn, khi mình ngâm hạt sen được 8 giờ ấy thì hạt sen nó cũng rất nhanh chín nhé. Các bạn chỉ cần đun sôi cho mình khoảng 10 phút thôi là hạt sen nó sẽ chín nhé. Bây giờ mình giảm bớt lửa đi. Đây, khi phần hạt sen của mình nấu được 10 phút nhé, nó đã chín, các bạn ăn thử chín rồi mình vớt ra để mình ướp đường nhé. Đây các bạn, mình chuẩn bị một cái tô để mình ướp đường nhé. Hạt sen mình đã để ráo nước nhé. Với chỗ này của mình hạt sen thì các bạn là 100g hạt sen tươi khô các bạn nhé. Khi mình ngâm ra và mình luộc đã được từng này rồi, mình sẽ cho vào đây nưng bắt con đường nhé. Tức là chỗ này cứ cho là khoảng độ 300g hạt sen thì các bạn cho mình 150g đường. Các bạn ướp cho mình nhé, đến khi nào đường nó chảy ra nước khoảng vài giờ sau, tức là 3 giờ sau là các bạn có thể là hoặc là ấy là mình có thể ướp đường được rồi. Mình đem đi xiên khô là được thôi nhé. Cứ miễn là lúc nào đường nó tan chảy ra thành nước thì các bạn sẽ đem đi xiên khô là mình sẽ được mứt hạt sen thôi. Các bạn đậy lại cho mình nhé. Sau khoảng 3 đến 4 giờ sau mình quay trở lại. Các bạn, sau khi mình ngâm nhé và mứt sen đường đã tan chảy hết như này rồi, bây giờ mình sẽ cho lên bếp để mình xên khô nhé. Chỉ cần xên khô nữa thôi là mình sẽ có món mứt sen để đón Tết các bạn ạ. Các bạn cho chảo lên bếp nhé và mình cho hạt sen vào. Mới đầu này mình cứ xên với lửa to để cho cái phần hạt sen này nó khô hết nhé. Để cho cái hơi nước nó bốc đi hết đấy. Sau còn phần đường thì chúng ta sẽ giảm bớt lửa dần sau. Thank you.
Bây giờ các bạn có thể giảm lửa bớt đi nhé. Khi đã sôi lên rồi. Đấy, bắt đầu khi phần nước đường nước hạt sen nó ra ấy, nó đã cạn bớt rồi nhé, phần đường này giờ mình lại giảm bớt nửa đi. Bây giờ mình đun với lửa nhỏ một vài phút nữa thì đường nó sẽ bám hết vào mặt miếng hạt sen nhé, thì là mình sẽ có mứt hạt sen thôi. Đây, như vậy là được rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ mình chỉ cần tắt bếp nhé. Là các bạn đảo cho mình một tẹo thì là nó sẽ khô nhé. Khô cứng luôn, mà sau khi mình để nguội hẳn ấy, thì là nó sẽ khô và các bạn có thể ăn hoặc là để dành nhé. Đây các bạn, khi hạt sen mình đã đấy, mình tắt bếp ấy, thì nó sẽ khô lên nhé. Và bây giờ mình sẽ cho ra đĩa là có thể thưởng thức thôi. Đây thành phẩm của mình sau khi làm xong đây, làm mứt hạt sen đây các bạn nhé. Các bạn có thể làm cho gia đình nhà mình thưởng thức với 100g hạt sen khô mà mình đã được một đĩa như thế này nhé. Các bạn dùng cho mình khoảng độ 150g đường nữa. Các bạn có một cái Tết sum vầy với những món mứt mà chúng ta có thể tự làm được nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé.